Xin chào các bạn đã đến với kênh Michi Review. Hôm nay em review phim Tình Yêu Trong Gió. Kể về cái xã hội chỉ biết trân trọng người giàu, chê trách người nghèo, không chỉ người lớn mà học sinh cũng phải chịu sự bất công này. Bây giờ em sẽ bắt đầu review luôn nào. Mở đầu bộ phim nói về sự bất công của xã hội hiện nay. Người giàu từng bước trở nên giàu hơn, người nghèo càng dễ bị người khác chà đạp trên nhân phẩm và nhân cách. Cho nên thế giới này chỉ có áp lực tạo nên kim cương. Vũ công Sai Lom bắt đầu nghênh chiến hoặc lấy chồng giàu. Sai Lom an nhàn rửa xe cho khách hàng, nói cái giá thôi mà ông nhảy dựng lên đòi tố cáo trên mạng. Trước tình huống như thế này, chỉ cần một chiếc mỏ hỗn thật xinh nói hết chi phí của quán, ông khách câm nín ngậm ngùi đi về trong sự tiếc nuối. Cuối ngày là thứ tôi thích nhất, lãnh lương. Về nhà gặp chúng ngay cái thằng anh cờ hó lừa mấy bệnh nhân già lừa tiền của họ, có cảnh cáo sẽ bị nghỉ việc, có chịu nghe đâu còn tự hào ăn cắp gạo của bệnh nhân. Thằng anh cờ hó này còn khuyên đứa em học giỏi lên để mình bám vào người có tiền, hết nói nổi với thằng cha cờ hó này. Tới trường áp lực ngang, toàn mấy mẹ nhà giàu. Sugar Baby xuống xe ô tô không, gặp thằng bạn Chí Cốt Auto. Nó khoe vừa mới mua vé của idol tới 10.000 baht, con số quá khủng khiếp, thằng này nó kêu lấy tiền tiết kiệm xài. Đúng là cái thứ dại gái. Hello bạn Huy, chúng mình cùng nhau đi mua nước để bay đi mùi hôi nách của bạn nà. Đang xếp hàng rất bình thường trong cái sự bình thường, cái tự nhiên đám nhà giàu tới chen hàng. Order toàn những thứ éo ai hiểu nổi vì họ có bố ứng cử làm nghị sĩ còn quen, với hiệu trưởng ai dám đụng. Hai đứa bạn có cái miếng thịt chút ép mà, cũng dành còn Sai Lom nhà nghèo chỉ dám ăn cơm nguội với trứng chiên. Auto gọi một cuộc điện thoại, con trai cưng của mẹ có ngay 4 cái đùi gà, cũng cảm ơn vì đã giúp bé heo của mẹ rực giải học bổng. Và kể chuyện dẫy đầm lúc 4 giờ sáng, ngại quá hóa thẹn đuổi mẹ ra chuồng gà chơi. Có cuộc điện thoại mà sao anh Auto méo mặt rời đi khi chưa ăn hết dĩa cơm. À, tụi nhà giàu tính sổ chuyện làm bài dùm bị ông thầy phát hiện. Trong khi hai đứa nhà giàu hổ báo bao nhiêu thì căng lại bình tĩnh bao nhiêu, cứ tỏa ra hiền hòa nhưng đâu biết được rằng đây chỉ là bộ mặt méo mó của Kang. Bắt Auto uống nước xong lại đấm cho ối ra. Hai đứa bạn theo sau quay camera action tụi nó hành hung. Chưa hả dạ, tiết lộ số tiền để mua vé concert là của lũ súc vật, giờ thì tan thành mây khói rồi. Đưa cho ông già chủ nhiệm xem, ổng vẫn nhẫn nhơ làm như chuyện này là bình thường. Các bạn xem mình review luật hấp dẫn cũng biết cái xã hội này méo mó ra sao rồi ha. Kêu Kang tới xử lý chuyện này, còn tuyên dương là đẹp, giàu, tốt bụng, ối, còn Sai Lom phải bắt xóa clip không trừ điểm. Chuyện kinh tởm hơn là ông thầy bắt phải nắm tay nhau, thằng già mất nết. Ra ngoài chửi Sai Lom là đồ ngu, sẵn tiện chọc chó luôn. Nổi máu điên nhưng phải giữ bình tĩnh để kêu Sai Lom quỳ xuống xin lỗi. Xin lỗi cục cứt, gây án đã xong giờ mình chuồn luôn, ố là la. Giao du với tụi nó chi không biết, giờ báo hai đứa bạn, đứa chửi, đứa phải làm báo cáo cho tụi nó. Báo không cơ chứ, chúng cái thằng Sai Lom ghét. Ở một nơi nào đó, cô Pim Phan vẽ tranh có chút xíu mà sao hàng đóng đứa xếp hàng vậy. Kang bước vào rủ cô em đi ăn, mà cái chuyện ai là người trả xiền cũng đau đầu ngang. Hai đứa báo hóng biến sang khịa cặp đôi được ship nhất ngôi trường quý sở tục. Kang kêu con này dở dở ương ương sao yêu, nhân tiện xử luôn thằng Sai Lom. Trong một ngày bình thường nó rất bình thường cho tới khi không bình thường. Từ lúc bị đổ nước, bị cưa ghế, bị xé báo cáo. Quý biết thừa đây là Kang làm nhưng thua chỗ không có bằng chứng buộc tội. Có công báo tới lòi bú trĩ ra, ăn cũng không yên với cả đống tập báo cáo. Biết điều yêu thương đùm bọc lẫn nhau đâu như lũ bạn tôi. Lũ xúc sinh tới giành bàn, sao lúc đầu hùng hổ lúc sau đội quần vậy anh Huy. Quê quá định đi đường quyền bị ngăn kịp thời, cút chỗ khác chơi. Trên đường nói xấu lũ xúc vật cái tự nhiên văng tới chiếc dép với ngón tay thân thiện, cũng chả lạ gì mấy. Sai Lom rời đi để lại hai đứa bạn đi trả dép. Sai Lom rất bình thường trong sự bình thường của công việc hàng ngày. Thằng Kang phi tới uy hiếp, đe dọa trước rồi đến khoác vai nói ở đây có hai loại người giàu và nghèo. Rời đi để bé Sai Lom một mình rửa xe, quay lại chuyện sẽ không có gì. Cho đến khi Kang làm loạn mất thẻ kêu ông chủ ra kiểm tra sơ bộ Sai Lom. À thằng này trong lúc khịa Sai Lom lém nhét vào túi. Cưng ơi cưng còn non lắm thẻ trong túi kìa. Có qua có lại cũng khịa có người thông minh cũng phải có người ngu. Kang về nhà làm con ngoan trò giỏi cháu ngoan của bà. Còn ông bố cờ hó mắc công việc tranh chức nghị viên rồi. Ông bố vừa ra đã khuyên Kang cứ thoải mái mà sống đừng nghĩ ngợi gì. Nhìn mặt con ông chắc vui. Cây nhà lá vườn, Pim Pha ra kêu cũng muốn có một khu vườn như này để nuôi cún. Người nhẹ nhàng cũng phải có mạnh bạo phải đánh đập cún nó mới nghe. Những lời Kang nói đều ám chỉ về Sai Lom. Tới trường bình thường thì Auto gọi đến phòng thể dục do bị lũ súc sinh bắt. Tới nơi đã thấy toàn mấy con mẹ chảnh chó không, còn Huy bị nhốt. Giờ chỉ có cách Sai Lom làm nhục bản thân mình mới có thể cứu bạn được. Auto xin tha, ác hơn phải bắt hai đứa bạn hôn nhau trước những camera trước mặt. Nghĩ sao, quay xe phút 99 hôn căng luôn. Dừa. Tập 1 của Tình Yêu Trong Gió cũng đã hết. Các bạn hãy cho mình một like và một subscribe để có động lực ra thêm video. Tạm biệt các bạn.